Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con Giáp thứ ba ngày 8 tháng 6 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Đinh Hợi tháng Quý Tỵ năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang, Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thìn Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thìn Hình, giờ Kỵ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh ốc thượng thổ ngày đinh hợi tức chi khắc can nghĩa là thủy khắc với họ và ngày hôm nay là ngày hùng về nạp âm ốc thượng thổ kỵ tuổi tân tỵ quý tỵ ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ ngày hợi lục hợp với dần tam hợp với mão và mùi thành mộc cục xông với Tỵ hình Hợi hại thân phá dần và tuyệt Ngọ vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi Kỷ Tỵ Quý Tỵ Quý Mùi Quý Sửu và Quý Hợi tuổi xung trong tháng tuổi Đinh Hợi Ất Hợi Đinh Mão Về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý tốt mọi việc sao địa tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là về xuất hành, sao kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có, sao nguyệt phá, sáu về xây dựng nhà cửa, sao thần cách, kỵ về tế tự, sao vạn vong, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính đông và xem tử vi ngày mùng 6 tháng 8 năm 2021 này, tức là ngày 28 tháng 4 năm Tân Sửu, Thiêu Khổng Minh hôm nay là ngày tốt, xuất hành tốt, cầu tài lộc được như ý, tranh luận được thắng lợi. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được vận quý nhân tam hội sẽ là cầu nối giúp cho các mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay có được sự hài hòa tốt đẹp hơn nhờ thế mà công việc của bạn tuổi Tý cũng trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều. Tuy nhiên trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có tỷ Kim chiếu mời cái điều này sẽ khiến cho mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình lại có phần căng thẳng hơn trước với những xung đột có thể bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhất Nếu như bạn tuổi Tý không nhanh chóng hóa giải sự việc có thể sẽ đi quá xa gây rạn nứt trong vấn đề tình cảm là khó có thể tránh khỏi trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng cái điều này làm cho bạn cần phải chú ý tới vấn đề sức khỏe của mình nhiều hơn nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của cơ thể bạn không nên bỏ qua bạn hãy đi thăm khám bác sĩ để được chữa trị kịp thời bạn tuổi Tý nhé về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim quý nhân thúc đẩy các mối quan hệ xã giao của bạn trong công việc được tốt tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy đi khám sớm nếu như bạn thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nên quan tâm tới vấn đề sức khỏe nhiều hơn tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có phần căng thẳng tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc công việc tiến triển thiêu chiều hướng tốt đẹp về đánh giá của bà tuổi tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 37, số 64, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bà tuổi Sửu đang có điểm báo trải qua một ngày sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối do trong ngày đang có sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh và với bạn tuổi Sửu thay vì nóng nảy mất kiểm soát bạn nên giữ bình tĩnh để suy xét nhận định và đưa ra cách giải quyết sao cho hợp lý nhất. Và với bạn tuổi Sửu, bạn có biết rằng những kẻ xấu bụng chỉ chờ mong đến giờ phút này khi bạn lọ ra những sơ hở dù là nhỏ nhất để tập trung đánh vào điểm yếu đó của bạn. Vì vậy, bạn tuổi Sửu cần phải tỉnh táo lại ngay trước khi quá muộn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có ngũ hành, Sửu hợi tương hội, may mắn ở bên giúp cho bạn tuổi Sửu vẫn có được những người luôn hiểu và thông cảm cho bạn, đồng hành cùng với bạn dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Và đây chính là lúc bạn nhận ra ai mới thực sự là người tốt với mình, người bạn của mình, với những lời góp ý, lời khuyên chân thành ấy thực sự hữu ích cho bạn trong cái thời điểm này. Vài tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim có người hiểu và thông cảm cho bạn. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy luôn tỉnh táo trước bất cứ tình huống nào. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa bạn tính nóng nảy, thiếu đi sự kiểm soát dễ làm hỏng chuyện tử vi tuổi tân xỉu thuộc mệnh thổ đừng có để lọ sơ hở cho những kẻ xấu bụng tử vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc với những lời khuyên chân thành có thể sẽ giúp ích cho bạn và đánh giá của bạn tuổi xỉu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 12 số 96 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Từ vi tuổi dần thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi dần bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi dần đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông dần thân tị hợi cái điều này sẽ mang đến cho bạn tuổi dần có một ngày không mấy dễ chịu với những rắc rối liên quan tới vấn đề tiền bạc có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bạn tuổi dần trong ngày hôm nay và tốt nhất là bạn tuổi dần nên tránh xa những xung đột tranh chấp liên quan tới vấn đề tài sản trong thời điểm này nhé lại thêm trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần đang gặp ngày có thương quan giáng mệnh cái điều này làm cho công việc của bạn mệnh trong ngày hôm nay cũng không được suôn sẻ như mong đợi bạn khó giữ được sự bình tĩnh khi cứ liên tiếp đưa ra những quyết định sai lầm và đã đến lúc bạn phải nhìn nhận lại toàn bộ sự việc để tìm ra nguyên nhân và cách vượt qua khó khăn này đi nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dần, cũng đang gặp ngày có thủy mộc tương sinh, cái điều này sẽ giúp cho bạn có thể tìm thấy được những người thân yêu nhất để chia sẻ những vướng mắc của bản thân mình trong ngày và bạn sẽ nhận được những lời động viên về tinh thần, không đâu có được. Vai tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, bình tĩnh nhìn nhận sai lầm và suy xét lại vấn đề, tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, công việc gặp trục trặc. Rắc rối liên minh xảy ra tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ cẩn thận vướng phải nhiều rắc rối liên quan tới tiền bạc tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc chia sẻ để được thông cảm và thấu hiểu tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim nhận được những lời động viên về tinh thần quý giá vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn, số 48, số 54, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá, màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi mạo bước sang ngày thứ ba này thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi mạo đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp hợi mạo mùi phù trợ cho nên bạn cũng đang được thần may mắn yêu ái gọi tên khi bạn liên tiếp gặp những chuyện vui đầu tiên là thực thần độ mệnh giúp cho bạn tuổi mạo có được cơ hội phát tài phát lộc trong ngày hôm nay khi được mọi người người thân quyên giới thiệu cho những mối làm ăn hứa hẹn và tới tay ai, người ấy phát, có gì mà bạn còn trần trừ nữa bạn tuổi mão nhá. Và trong ngày thứ ba này với bạn tụi mão, cục diện ngũ hành, hợi mão bán hợp còn giúp cho bản mệnh bộc lộ được năng lực của bản thân. Dù bạn đang đi học hay là đi làm, tài năng của bạn cuối cùng cũng đã được ghi nhận. Chỗ đứng của bạn sẽ ngày một củng cố và là tiền đề cho những nấc thang tiến tới thành công trong tương lai cho bạn không chỉ thuận lợi về công việc mà chuyện tình cảm của bạn tuổi mão trong ngày hôm nay cũng có những dấu hiệu tiến triển rõ rệt bởi bạn đang gặp được ngày của thủy sinh cho mộc vườn với những hiểu lầm cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ các cặp đôi của bạn tuổi mão có thể sẽ chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc bên nhau và bạn tuổi mão đối với những bạn đang còn độc thân thì nhận được những lời hẹn hò đầy hứa hẹn và bạn cũng cần phải hãy thử đi gặp gỡ biết đâu sẽ tìm thấy được một nửa của đời mình thì sao về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy khẳng định được năng lực và vì thế trên con đường công danh sự nghiệp của mình, tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đừng có lơ là về vấn đề sức khỏe của bản thân. tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ vẫn cần cẩn trọng và suy tính cho chỉ kỹ càng trước khi đầu tư về tiền bạc. tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc chuyện tình cảm gia đình có được sự hòa hợp. Từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, cơ hội phát tài phát lộc đã đến, bạn cần phải nắm bắt lấy ngay đi. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 62, số 91, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Tử vi tuổi thìn thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021. Với bà tuổi thìn bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi chỉ ra rằng bà tuổi thìn đang gặp được ngày của chính quan trợ mệnh, cho nên với bạn sẽ nhận được nhiều tin vui trong công việc. Bạn tuổi thìn, bạn là người quyết đoán và đã không chần chừ do dự khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Bạn mệnh dùng bạn mệnh dùng sự kiên định và quyết tâm của mình để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Thế nên kết quả trong ngày hôm nay với bạn tuổi thìn là hoàn toàn xứng đáng với những gì mà bạn đã bỏ ra. Đồng nghiệp và cấp trên cũng phải nể phục trức tinh thần và ý chí của bạn nữa và cơ hội thăng tiến với bạn sẽ chẳng còn xa nữa đâu vì vậy với bạn tuổi thìn cũng cần phải tiếp tục phát huy khả năng của mình hơn nữa tuy nhiên trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có ngũ hành thổ thủy xung khắc các điều này làm cho bạn đang có điểm báo các chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại chẳng được như ý muốn trong thâm tâm của bạn luôn khát khao tìm được một nửa cho mình nhưng có vẻ thần tình yêu vẫn chưa nghe thấy tiếng lòng của bạn thì phải với những mối quan hệ cứ liên tục đứt gãy ngay trước khi hai bạn thành đôi về từ vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa chỉ có kiên định và quyết tâm mới mong nhận được kết quả tốt đẹp tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ các chuyện tình cảm không được như ý muốn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nhận được tin vui trong công việc tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim cơ hội phát triển bản thân cận kề tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy củng cố lại mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ ba này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 67, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tủi tí, tủi giàu, tủi từ tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày gặp nhiều may mắn liên quan tới vấn đề tiền bạc khi trong ngày bạn đang gặp được ngày có chính tài trợ mệnh các thần này có thể sẽ giúp cho bạn khai mở và thúc đẩy con đường tài lộc ngày một tươi sáng hơn và với bạn tuổi tỵ bạn cũng cần phải luôn nhớ là suy tính cho thật kỹ càng và chủ động để nắm bắt những cơ hội đến với mình nữa. Và trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có cục diện thủy hỏa xung khắc. Cái điều này làm cho bạn đang có những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm giữa bạn với nửa kia. Và cái chuyện mâu thuẫn này càng ngày càng lớn, vết rạn nứt đã hình thành rõ ràng. Nếu như bạn tuổi tỵ không thể nói chuyện, bày tỏa quan điểm một cách thẳng thắn thì e rằng sự đổ vỡ là khó có thể tránh khỏi và tốt nhất là cả hai nên hạ thấp cái tôi của mình xuống thì mới mong hóa giải được những xung đột này. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang có điểm báo rất có thể sẽ có kẻ thứ ba trên chân vào mối quan hệ của hai bạn. Với bạn tuổi tỵ đừng có coi thường điểm báo tình duyên đầy bất an khi trong ngày bạn đang gặp ngày của cục diện. Tỵ hợi tương xung chỉ cần một câu nói, một hành động dù là rất nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến kết cục chẳng thể cứu vãn nổi nữa. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm ngày càng lớn. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, hạ thấp cái tôi của cả hai xuống mới mong hóa giải được những xung đột. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, gặp may mắn về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, chủ động nắm bắt cơ hội hiếm có, đừng có bỏ lỡ. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, cẩn trọng trong từng hành động. Vài đánh giá của bạn tuổi tỷ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 73, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021. Với bạn tử ngọ bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tử ngọ đang có được báo hiệu bạn sẽ đón nhận những bất ngờ do thiên tài ghé thăm. Và các thần này trụ về tiền bạc xuất hiện chính là dấu hiệu cho bạn có được một khoản tiền kha khá sẽ rơi vào túi trong cái thời điểm này. Và đây có thể là tiền thưởng hoặc là một khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn nữa. Với bạn tuổi ngọ, sự nhạy biến trong từng vấn đề sẽ giúp cho bạn nhận ra được những cơ hội kiếm tiền tiềm ẩn mà không phải ai cũng có thể nhìn ra được. Vì vậy, bạn cũng cần phải thử đi trước một bước để biến chúng thành hiện thực xem sao bạn tuổi ngọ nhé trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tử ngọ lại đang gặp ngày có ngũ hành thủy hỏa tương xung cái điều này lại khiến cho chuyện tình cảm của bản mệnh trong ngày hôm nay lại đang có dấu hiệu không được tốt cho lắm có vẻ như một vài hiểu lầm là nguyên nhân để khoảng cách giữa hai bạn ra xa hơn và bạn tử ngọ cũng nên tỏ rõ thái độ trước khi mọi việc trở nên phức tạp hơn vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim có được tin vui về tài chính báo về tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy nhạy biến trong kinh doanh làm ăn thu lợi tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa mau chóng hóa giải những hiểu lầm trước khi quá muộn tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ các chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc tiền bạc rộng rĩnh, chẳng lo túng thiếu Vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 31, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mùi, tuổi dần. vi tuổi Mùi thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có ngũ hành thổ thủy xung khắc, cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay khá ảm đạm nửa kia không những không hiểu và thông cảm cho bạn mà còn sinh lòng giận dỗi, trách mắng vì sự vô tâm của bạn trong cái thời gian vừa qua. Vì vậy với bạn tuổi mùi, có lẽ bạn nên dành thời gian quan tâm và chia sẻ với người ấy nhiều hơn đi nhé. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi, lại đang gặp ngày của thiên quan giáng họa. Cái điều này làm cho bạn mệnh dễ đánh mất đi sự bình tĩnh khi phải đối mặt với những rắc rối liên tục xảy đến với mình bạn hãy chính đốn lại tinh thần, đi tìm nguyên nhân và phương án để giải quyết phù hợp trước khi chúng trở thành chứng ngại vật cản đường thăng tiến của bạn. Và trong ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi, thật là may mắn khi bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ bạn đang có được quý nhân tam hợp chia chở dẫn đường trị lối ở bên bạn trong cái thời khắc quyết định này và quý nhân sẽ xôi đường trị lối giúp cho bạn củng cố và tạo dựng được các mối quan hệ làm ăn hài hòa tốt đẹp vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa tốt đẹp tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy hãy dành thời gian để chia sẻ và tâm sự với nửa kia tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa dễ mất bình tĩnh khi đối diện với những khó khăn rắc rối tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ tình duyên ám đạm không có tín chỉ tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc quý nhân xuôi đường chỉ lối cho bạn vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 16, số 59, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi hợi, tuổi mão. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi thân bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi thân đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được cơ hội để thể hiện được năng lực của bản thân mình. Với những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ gây được ấn tượng với không ít người, đặc biệt là đối với cấp trên của bạn và con đường thăng tín của bạn đang được mở ra trước mắt nữa rồi. Vì vậy, bạn cũng cần phải tự tin để nắm bắt lấy bạn tuổi thân nhé. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi thân, đây cũng là nguyên nhân khiến cho không ít kẻ tiểu nhân sinh lòng ganh ghét. Đố kỵ nhất là trong ngày đang gặp ngày thân hỏi tư hại như ngày hôm nay Chỉ cần bạn sơ hở một chút nhỏ mà thôi là họ sẽ ngay lập tức nhắm vào để hạ bệ uy tín của bạn. Bạn cần phải thận trọng hơn trong từng hành động, từng lời nói của mình. Ngày này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có ngũ hành, kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn có được những tin vui về chuyện tình cảm. Bạn và người ấy càng ngày càng thấu hiểu nhau hơn, cả hai cùng nhau chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống với những khó khăn nào rồi cũng sẽ được tháo gỡ vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy cơ hội thăng tín ở ngay trước mắt tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa cẩn trọng trong từng hành động tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ kẻ tiểu nhân sinh lòng ganh ghét đố kỵ tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc cơ hội để cho bạn thể hiện năng lực của bản thân tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim vợ chồng có được sự hòa hợp cùng nhau chia sẻ những vui buồn Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 77, số 82, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu xám, màu ánh kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ tuổi thìn. tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ ba này xem tử vi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này sẽ làm cho bạn đang có được một ngày xuân ấp thuận lợi đến không ngờ đặc biệt là đối với những ai làm trong những lĩnh vực như là nghệ thuật khoa học dịch vụ ngành nghề tự do thì với những ý tưởng sáng tạo của bạn sẽ mang lại cho bạn những kết quả đến bất ngờ nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi dậu, bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này làm cho những bạn đang còn độc thân sẽ có được cơ hội gặp gỡ, làm quen với những người bạn mới. Và rất có thể bạn sẽ sớm tìm được người tâm đầu ý hợp với mình ở nơi đó. Bạn đừng có ngần ngại thể hiện cá tính độc lập, độc đoán của bản thân mình, bạn tuổi dậu nhé và xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu ngày này là ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm Tân Sửu ngày này là ngày không tốt cho bạn thực hiện những công việc quan trọng như là xuất hành giá thú cầu tài lộc hay là động thổ và nếu có thể hãy rời những công việc quan trọng này sang ngày khác sẽ thuận lợi hơn cho bạn trong ngày tránh những rủi ro có thể xảy ra với mình bạn tuổi Dậu nhé Vậy từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy với những ý tưởng sáng tạo có thể sẽ mang lại cho bạn những kết quả bất ngờ từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa chú ý quan tâm chăm sóc sức khỏe của bản thân từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ đừng có ngần ngại thể hiện cá tính độc đoán của riêng mình từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc đối với những bạn đang quản độc thân có được cơ hội tìm được một nửa của đời mình từ vi tuổi quý dậu Cuộc mệnh kim, công việc tiến triển được thuận lợi, suôn sẻ. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 97, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021. Với bản tuổi Tuất bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho chúng ta thấy là bản tuổi Tuất đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, cái điều này sẽ khiến cho bạn gặp phải không ít rắc rối trong chuyện tình cảm. Với những xung đột nảy sinh từ những điều nhỏ nhặt cũng có thể trở thành mồi lửa để thiêu rụi mọi cố gắng vun viến của bạn trong suốt thời gian vừa qua vì vậy với bạn tuổi tuất bạn cần phải học cách tự kiềm chế và đừng có nói ra những lời gây tổn thương tới đối phương nữa. May mắn là trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tuất lại đang gặp được ngày có cát thần là chính quan đỏ mệnh sẽ giúp cho công việc của bạn có những bước tiến triển đáng kể. Và đây là tin tức tốt lành để có thể xoa dịu những nỗi muộn phiền trong chuyện tình cảm của bạn ngày hôm nay. Với bạn tuổi tuất vốn kiến thức rộng rãi, bạn là người thông thái và luôn tìm ra được những phương án xử lý vấn đề một cách nhanh chóng, gọn gàng và chu toàn nhất có thể. Với những lời khen ngợi của đồng nghiệp và cấp trên sẽ tiếp sức cho bạn, giúp cho bạn thêm phần tự tin và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Về từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa đừng có nói những lời gây tổn thương cho đối phương. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, xung đột từ những chuyện nhỏ nhặt có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim tin vui trong công việc, cơ hội tăng tiến trong tầm tay. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy học cách kiềm chế bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này: sự nghiệp ba sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 28, số 75, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi hợi thứ ba ngày mùng 8 tháng 6 năm 2021. Với bạn tuổi hợi bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi hợi đang có điểm báo sẽ phải đối diện với không ít những khó khăn trở ngại trong ngày hôm nay khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Với những nghi ngờ hiểm khích xảy ra trong nội bộ là nguyên nhân chính khiến cho công việc của bạn cũng như là của tập thể bị trì trệ, không thể phát triển được. Và cách tốt nhất để cho bạn tuổi hỏi xoa dịu được những xung đột này là mỗi người cần phải hạ bớt cái tôi của mình xuống thay vì cứ khăng khăng với ý kiến của mình là đúng. Chỉ có sự đoàn kết, chung sức đồng lòng thì mới mong đem lại thành công cho cả tập thể cũng như là của mọi cá nhân trong tập thể đó. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi hỏi, chỉ cần bạn luôn tự tin vào bản thân mình chịu khó lắng nghe và tiếp thu ý kiến của những người có kinh nghiệm thì bạn hoàn toàn có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách này mà tiến tới thành công. Khi ấy, dù cục diện ngụ hành, hợi hợi tự hình cũng có gây ảnh hưởng tới bạn. Nhưng không đáng kể, với những yêu phiền buồn bực trong lòng bạn cũng sẽ sớm tiêu tan mà thôi. Vài từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ tiêu cực có thể ảnh hưởng tới hiệu quả công việc. Từ vi tuổi đinh hỏi thuộc mệnh thổ, đừng có cho rằng mình luôn đúng. Từ vi tuổi kỷ hỏi thuộc mệnh mộc, đoàn kết chung sức đồng lòng, tập thể mới đi lên được. Từ vi tuổi tân hỏi thuộc mệnh kim, chịu khó lắng nghe và tiếp thu ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm. Từ vi tuổi quý hỏi thuộc mệnh thủy, hạ thấp cái tôi của mình xuống, mọi việc sẽ sớm được giải quyết. Vậy đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 58, số 87, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi mùi, tuổi tí. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại